Mời quý vị theo dõi chương trình văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, vừa qua Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam, 15 tháng 3 năm 1953, 15 tháng 3 năm 2024 tại thành phố Vũng Tàu. Đây là hoạt động nhằm ôn lại truyền thống của ngành nhiếp ảnh Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời tạo điều kiện cho nhiếp ảnh gia giao lưu về những tác phẩm nghệ thuật, qua đó cùng học hỏi, rút kinh nghiệm nhằm tiếp tục đưa phong trào nhiếp ảnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng phát triển. Ngày 15 tháng 3 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập doanh nghiệp quốc doanh chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam. Từ đó, ngày 15 tháng 3 hàng năm được xem là ngày kỷ niệm điện ảnh nhiếp ảnh Việt Nam. Trong buổi lễ, Ban nhiếp ảnh Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng các hội viên đã ôn lại truyền thống ngành nhiếp ảnh Việt Nam qua các thời kỳ truyền thống của nhiếp ảnh Bà Rịa Vũng Tàu. Có thể thấy, nghệ thuật nhiếp ảnh với người nghệ sĩ không chỉ là ghi lại những khoảnh khắc đẹp, sáng tác nên những tác phẩm đầy giá trị, mà nhiếp ảnh còn đóng vai trò trong việc cổ động, tuyên truyền trên mặt trận đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng quê hương đất nước. Ngày hôm nay, nhiếp ảnh đã trở thành môn nghệ thuật thu hút đông đảo các nghệ sĩ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước tham gia, từng bước đưa nhiếp ảnh Việt Nam hội nhập vươn ra thế giới. Thì hôm nay cũng sau 71 năm nhân lễ kỷ niệm ngày nhiếp ảnh Việt Nam thì anh em nhiếp ảnh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt hôm nay để kỷ niệm ngày nhiếp ảnh và cũng đồng thời ôn lại truyền thống của các bậc lão thành của tỉnh trong thời gian qua đã có những bức ảnh đẹp, có những tác phẩm và có nhiều cái huy chương để mang lại cho mình và tỉnh nhà, và triển lãm một số hình ảnh của địa phương mà thời gian qua anh em đã chụp và ghi nhận, rồi cũng động viên các anh em nhiếp ảnh trong tương lai có nhiều cái tác phẩm đẹp hơn nữa để quảng bá cho đất nước Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thời kỳ đổi mới. Hiện nay, Ban nhiếp ảnh Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 30 hội viên. Hàng năm, chi hội luôn tạo điều kiện cho các nghệ sĩ có cơ hội trải nghiệm bằng những chuyến đi thực tế, tạo nguồn cảm hứng, từ đó nâng cao các giá trị trong nghệ thuật nhiếp ảnh của mình. Có thể thấy, những năm qua, các nghệ sĩ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã không ngừng sáng tạo, cho ra đời nhiều bức ảnh giá trị, thẩm mỹ cao, thường xuyên tham gia các đợt triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực và cả nước, đạt được nhiều thứ hạng cao. Đây là ngày kỷ niệm 71 năm truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam. Mình cũng rất là hãnh diện và hân hạnh là mình trong một cái nhiếp ảnh. Từ đam mê từ nhỏ rồi vô cái lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật. Có nhiều cái mình đi cũng rất là nhiều nơi, nhiều tỉnh thành và có nhiều cái vui buồn lẫn lộn. Giao lưu hôm nay thì rất là tuyệt vời. Là mình gặp gỡ những nghệ sĩ nhiếp ảnh ưu tú và học hỏi rất nhiều về cái nhiếp ảnh những đàn anh đi trước ấy. Trong lễ kỷ niệm, các nghệ sĩ cùng giao lưu tham quan trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các hội viên thuộc Ban nhiếp ảnh Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Các tác phẩm được giới thiệu trong chương trình lần này đều là những bức ảnh chất lượng, đánh dấu bước ngoặt của nhiếp ảnh Bà Rịa Vũng Tàu trong các cuộc liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực và toàn quốc. Thưa quý vị, nhằm bảo tồn các giá trị âm nhạc dân gian của người đồng bào dân tộc Chơ Ro, đồng thời tạo điều kiện cho các em thiếu niên, học sinh, người đồng bào tiếp cận với các loại hình âm nhạc dân tộc. Tối 20 tháng 3 năm 2024, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tại huyện Châu Đức khai giảng lớp truyền dạy dân ca Chơ Ro cho các em học sinh tại trường. Trong lễ khai giảng, lớp truyền dạy dân ca Chơ Ro diễn ra tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tại huyện Châu Đức, các em học sinh tham gia lớp học đã được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc dân tộc đặc sắc. Các bài ca múa được biểu diễn trong lễ khai giảng gồm Hồn Chiên, Tiếng Vọng Non Ngàn, Nghe Tiếng Công La, Mừng Khách Về Với Play Chơ Ro, Bình Minh Trên Nương, Hội Làng Cồng Chiên. Đây là những bài dân ca, điệu múa có nội dung thể hiện về tập tục văn hóa cũng như những động tác trong lao động sản xuất của đồng bào dân tộc Chơ Ro đã được cách điệu và phát triển thành nghệ thuật và giới thiệu đến các em. Buổi biểu diễn nghệ thuật của các em học sinh cùng các diễn viên, ca sĩ, biên đạo nhà hát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong lễ khai giảng nhằm giúp các thành viên trong lớp học hiểu sâu sắc hơn về loại hình âm nhạc truyền thống của người Chơ Ro, qua đó có cách tiếp cận với chương trình học tốt hơn.
thực hiện cái chủ trương của tỉnh bảo tồn và lưu truyền những cái văn hóa dân gian dân tộc, thực hiện cái lớp truyền dạy dân ca về Chô Ro, thì dân tộc Chô Ro là một trong những cái dân tộc là tương đối đông người ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong giai đoạn này thì rất nhiều các cái văn hóa khác du nhập vào, thành ra nó cũng có làm những có cái nó mai một bớt của những cái bản sắc của dân tộc Chô Ro. Thì mục đích của việc truyền dạy này là để cho các em học sinh, đặc biệt là cái lớp trẻ, nắm được về cái nguồn gốc, về những cái cội nguồn của dân tộc mình. Lớp học dân ca Chô Ro có 100 em học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú tham gia, diễn ra trong tháng 3 năm 2024. Các em được học về sự hình thành và phát triển của cộng đồng dân tộc Chô Ro trên vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu, về những bài dân ca mang tính nghi thức, chào hỏi với bài mời khách, bài dân ca Kim Tơ Lơ Thoang được hát thường xuyên trong lễ hội Chang Va và Chang Ri, những bài dân ca liên quan đến đời sống tập tục như Đau Chân, bài Cầu Mưa, bài Sò Nhanh Nhanh Sò Nhanh Nhệt. Đây là những bản dân ca của người Chô Ro đi cùng năm tháng, nhưng dần bị mai một, được các nghệ nhân, nhạc sĩ nghiên cứu sưu tầm và truyền dạy lại cho các em. Em được tiếp xúc với những là làn điệu múa dân tộc Chô Ro từ khi em vừa đặt chân vào trường. Khi em được tiếp xúc với những làn điệu Chô Ro, em có cảm xúc là cảm thấy là dâng tràn trong lòng. Khi mình được chuyển cái điệu múa mà những điệu múa đó là nó được tái hiện lại và được những cái nét riêng của dân tộc em. Và đặc biệt hôm nay em rất là vui khi được tham gia ở cái chương trình lớp truyền dạy dân ca Chô Ro. Trong hôm nay thì con được học tham gia lớp truyền dạy dân ca Chô Ro, thì con được học rất nhiều điệu múa và bài dân ca như bài Hội Làng Cồng Chiêng. Hôm nay con được học những điệu múa đó, nó góp phần cho con hiểu biết thêm về những động tác mà những người xưa họ đã sáng tạo nên. Khi hát lên những bài dân ca Chô Ro đó thì con cảm thấy rất tự hào và phấn khởi khi mình biết được những câu hát, những điệu hát ở trong cái bài hát đó. Con hy vọng sau này con sẽ có thể thuộc được nhiều bài hát, thuộc nhiều các bài múa để có thể truyền dạy cho những thế hệ sau. Hôm nay là lần thứ hai tổ chức cái lớp truyền dạy cái văn hóa dân tộc Chô Ro, cụ thể là văn hóa dân gian, trong đó là dân ca của dân tộc Chô Ro. Thì qua nhiều năm là chúng tôi cũng đã truyền dạy những lớp thế hệ học sinh đã tốt nghiệp ra trường, và các em cũng là những cái nguồn để đào tạo gương mẫu trong vấn đề gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Mặc dù là chúng ta chỉ nói là dạy hát bài dân ca, nhưng mà thực ra trong đó là chúng ta đang truyền cảm hứng cho các em những cái văn hóa mà ông bà tổ tiên chúng ta đã gìn giữ lâu đời. Có một cái bài hát mời khách, một bài hát là khoe với mẹ một tình cảm của người con đối với người cha người mẹ, qua những cái cử chỉ hành động của mình vào rừng để hái những quả ngọt ngon để tặng cho ba, cho mẹ. Rồi những bài hát là động viên nhau để lên rẫy, lao động sản xuất, tăng gia sản xuất. Được biết đây là lần thứ hai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lớp dạy dân ca Chô Ro cho các em học sinh trên địa bàn, với mục đích nâng cao kiến thức, hiểu biết cho người dân về âm nhạc dân tộc trên mỗi vùng đất, từ đó góp phần vào việc bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là với âm nhạc Chô Ro. Thưa
Thưa quý vị, chương trình văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.